Lục phủ ngũ tạng có một cái đặc tính rất là quan trọng mà các bác, các anh, các chị khi nắm được cái điều này thì các bác, các anh cứ tự cảm nhận được về sức khỏe của mình. Trong đông y có một khái niệm về lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng là gì? Là những cái cơ quan ở trong tạng phủ của mình, ở trong cơ thể của mình này, hoạt động để tạo ra sự gì? Tạo sự sống. Thế thì lục phủ gồm những phủ lao và ngũ tạng gồm những ngũ tạng lao. Xin thưa các bác, ngũ tạng gồm có tâm, can, tỳ, phế, thận. Tạng thông thường đặc và có cái chức năng hoạt động tàng chứa và duy trì sự hoạt động sự sống của con người. Lục phủ gồm có túi mật, đó là đởm, đại tràng, đó là ruột già, tiểu tràng, đó là ruột non, vị, đó là dạ dày, bàng quang và tam tiêu. Phủ là những cái nơi chứa đựng tàng chứ thuộc về dương để tống truyền những thứ mà cặn bã mình muốn đẩy ra ngoài, như là dạ dày co bóp xong phải chuyển thức ăn, tức là nó có khả năng truyền tống. Cái cơ quan đấy gọi là cơ quan phủ. Ngoài những lục phủ ngũ tạng ấy ra thì nó còn gì? Còn ngũ phủ kỳ hằng, đó là gì? Một là lão, hai là xương, ba là mạch máu, bốn là tủy sống, năm là bào cung, tức là tử cung. Mình hiểu các cái thứ này thì mình sẽ gì? Mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ nó để cho nó vận hành đúng cái quy luật của tự nhiên, tránh những trường hợp không phù hợp gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của các bác. Trong lục phủ ngũ tạng của mình nó có những cái biểu hiện ra bên ngoài, mà qua cái biểu hiện này các bác phát hiện được ra cơ quan nào bị bệnh. Cái thứ nhất, tâm khai khiếu ra lưỡi. Như vậy thì lưỡi của mình nó biểu hiện được cái trạng thái của tim, ví dụ như nhiệt, như hàn, như bị bệnh. Nhìn cái lưỡi là mình sẽ đoán được bệnh của gì? Của tim. Hai, thận khai khiếu ra tai. Tai ù, tai ngứa, tai hay bị bệnh, đó là gì? Thận nó khai khiếu ở đấy. Cho nên cái việc bệnh ở tai là báo hiệu của gì? Của thận. Cái thứ ba là phế khai khiếu ra mũi. Nếu trường hợp mũi mà nhiều nước mũi hoặc mũi khô quá, đó là gì? Dấu hiệu của phổi bị bệnh. Phổi có thể bị hàn, có thể bị táo, có thể bị cảm, vân vân và vân vân. Tim bị bệnh thì lưỡi có dấu hiệu, tai bị bệnh, thận có dấu hiệu, phổi bị bệnh là mũi có dấu hiệu, tỳ bị bệnh thì khai khiếu hoàn khẩu, tức là chung quanh cái mồm này, tỳ nó quản lý, và toàn bộ cơ bắp này nó là gì? Sự quản lý của tỳ. Thông qua cái việc mà biểu hiện ra bên ngoài thì mình gì? Mình đoán được cái cơ quan bên trong đang hoạt động như thế nào. Trong con người ta có ngũ dịch, năm cái loại nước này để duy trì hoạt động sinh lý của cơ thể. Cũng thông qua năm cái loại nước này để ta biết được cái trạng thái hoạt động của tạng phủ trong cơ thể ta nó ra làm sao. Cái thứ nhất, trong ngũ dịch đầu tiên là cái nước mũi, do phổi nó phụ trách. Nếu các bác bị cảm hàn nhiều thì cái mũi là gì? Liên tục nước mũi chảy ra thì báo cho mình biết cảm hàn nhập vào phổi rồi. Nếu không chữa đi rồi ông sẽ ho suốt ngày suốt đêm, rồi nói tóm lại là sinh ra nhiều bệnh về phổi. Thế là lưu ý. Hai, nếu mũi cứ khô liên tục là bị táo phế rồi, thì dù là ra nước mũi liên tục cũng không tốt, và nước mũi khô, mũi bị khô cũng không tốt. Như vậy là cái trạng thái dịch của mũi sẽ báo cho các bác biết tình trạng phổi bị bệnh. Còn phổi gì hay không, mời các bác đến cơ sở y tế. Chỉ biết rằng tự nhiên dạo này dịch chảy không bình thường. Còn nó bình thường thì thế này, mình cũng chẳng, nó chẳng chảy ra, nhưng mà nó cũng không khô. Đấy là người bình thường. Cái thứ hai, dịch thứ hai đó là nước mắt. Nước mắt bình thường này vẫn chảy các bạn, vẫn ra. Nó mới làm cho mềm cái giác mạc, rồi làm cho mềm cái cơ của bản nề của mi mắt này. Nó chớp đi, nó không bị xước, nó mềm. Thế cái nước mắt này ở đâu để tiết ra? Thì gan liên tục tiết ra nước mắt. Và như vậy nếu nó tiết nhiều quá thì có những bác là đi khám bệnh người ta bảo tắc tuyến nệ rồi. Không, đấy là về Tây y. Còn lại về phía Đông y thì cái dịch mà tiết ra nhiều quá
là do cái phần của gan. Như vậy là dù tiết nhiều cũng bị bệnh, dù khô mắt cứ phải làm cho mắt nó ẩm liên tục cũng bị bệnh. Nhưng cái này nằm ở gan. Thứ tư là nước bọt. Có những bác bị khô nước bọt, có những bác nước bọt tiết liên tục, ngồi lúc lại nhổ phì phì. Cái đấy đa số là gì? Điều tiết nước bọt là do tiết thận. Cho nên các bác, các anh, các chị khi mà có dấu hiệu sai lệch về nước bọt thì các bác, các anh, các chị đến cơ sở y tế hoặc đến các cái chỗ mà các cái thầy nam có chuyên môn tốt để người ta khám, người ta điều chỉnh cho mình. Cái thứ năm đó là cái dãi này nằm ở tỳ. Thì trẻ em chưa được hoàn thiện cho nên thường xuyên ngày xưa nhất là bé chảy dãi liên tục. Nhưng nếu như người trưởng thành mà dãi chảy ra nhiều thì xin thưa các bác, bệnh mọi việc không phải tự nhiên mà xảy ra, mà thông thường rời đất đã có những dấu hiệu báo trước. Có điều nếu ta biết và khi bị cảnh báo thì ta sẽ gì? Có tác động, ta điều chỉnh, ta sửa chữa và ta làm cho quay trở về cái trạng thái phù hợp thì ta trở thành có một sức khỏe tốt, viên mãn.